đường đời. Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi. Nơi anh định nhận lời em muốn tất cả sự đời. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là kỷ niệm 43 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong suốt những năm vừa qua thì Đài Truyền hình đã cố gắng để mang tới quý khán giả những chương trình hay và những thông tin bổ ích. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng xem một phóng sự. Đừng bắt anh phải nhìn em đang cùng ai vui tay trong tay. Hạnh phúc em đã đổi lấy đôi mi cây em có thấy. Chẳng lẽ bao nhiêu thời gian ta yêu nhau thấy tất. Mày làm sao mày ăn đi? Mày thích gì? Mày thích gì? Mày vào đi. Mày ăn đi. Mày ăn bố mày chưa đi? Ăn bố mày chưa đi? Mày làm sao? Mày tưởng bố mày sợ à? À mày làm sao? Mày thích gì? Mày thích gì? Vào đi. Đổi vào đi. Chiến đi. Chiến chưa đi? Dẫu biết được ta đã từng trách qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà baby bây giờ lại xa lạ. Con đường tình giờ vinh mộ. Anh đến rồi à? Em đã làm gì mà anh đánh em? Em làm gì hả? Cô làm gì cô tự biết. Tôi cảnh cáo cô. Tôi cho cô được tất cả thì tôi cũng có thể lấy lại. Bố mày là Phan Hải. Phan Hải là thằng nào? Là con của Phan Quân. Tao hỏi mày Phan Quân là thằng nào? Là ông Trùm. Eo ơi chị đẹp thật đấy. Mặt tiền rất là ổn định đấy. Có tiền không? Thiệt. Có ai hốt chưa? Chưa. Còn Đồng Trinh à? Vâng. Ông mẹ ơi uổng.